Chào mừng toàn thấy anh em các bác các chú đã đến với kênh YouTube ở Đồng Hồ Văn Duy. Hôm nay thì em Duy có ở trên đây là một phiên bản đến từ nhà Citizen Phiên bản ngày hôm nay em mới về và em sẽ cập nhật cho anh em cũng như là các bác các chú mức giá này và em sẽ review chi tiết về cái chiếc này cho anh em và các các chú tham khảo luôn nhé. Đầu tiên thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản dây da khá là đẹp và khá là thanh lịch. Chúng ta sẽ có một cái quyển sổ theo kèm của Citizen này. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất đẹp với cái form mặt trắng pha nẫn demi vàng vàng rose gold. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có dây da nữa. Thì đúng chuẩn cho anh em những anh em nào đang cần tìm một con một mẫu đồng hồ Citizen thanh lịch trẻ trung dành chiếc này thì rất là hợp với những em dân văn phòng công sở đeo đi làm hay là anh em trẻ tuổi. Muốn trên tay một phiên bản đến từ nhà Citizen Hay là các bác các chú nào ưa một cái mẫu đồng hồ trẻ tuổi nhé Thì phiên bản này thì với cái cách phối màu cũng như là về cái thiết kế dây da nữa Thì mang lại cho chúng ta được cái thiết kế rất là trẻ trung, thanh lịch này Đó, Mặt thì ở đây thì là mặt trắng với vân hay nào Mã của chiếc này ngày hôm nay em có là NH9110-14A à, Mức giá là 39.600 Yên thì uh, mức giá này tại thị trường nhật thì nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng độ tầm 10 triệu cho tới 11 triệu uh, cho một phiên bản hàng mới tại nhật hàng new full box nhưng mà đến với em ngày hôm nay thì các bác không cần phải bỏ ra một số tiền quá là lớn như thế em duy hôm nay thì uh, về được uh, hàng mới về luôn và nên luôn cho anh em các bác các chú chiếc này uh, mức giá chỉ có đó là 6 triệu đồng thôi anh em nhé 6 triệu đồng cho một phiên bản citizen một cái thiết kế rất trẻ trung thanh lịch mặt trắng pha nẫn rose gold vàng hồng dây da đeo trên tay chiếc này rất đẹp và mức giá chỉ có 6 triệu thôi anh em hay là các bác chú nào muốn trên tay trước này thì có thể nhắc máy lên và liên hệ trực tiếp qua cho em duy có hotline là 0347 808 219 hoặc là inbox qua zalo có số máy này em nhé để có thể liên hệ đặt hàng hàng bên em thì sẽ cam kết đó là hàng chuẩn chính hãng anh em bao check hãng toàn quốc cho anh em nếu như mà phát hiện là hàng giả hàng nhái thì bên em sẽ hoàn tiền gấp 10 lần giá trị sản phẩm cho anh em luôn và sẽ có chế độ bảo hành và hậu mãi lên đến 5 năm cho anh em khi mà mua sản phẩm tại bên em duy nhé và em cũng có chế độ đó là bán không bảo hành cho anh em hay là các bác các chú nào cần à, mua đứt luôn à, không bảo hành thì bên em vẫn sẽ có hỗ trợ cho anh em mua đứt không bảo hành nhé à sơ qua một chút về cái chính sách mua hàng cũng như là về cái mức giá cả của chiếc này thì quay lại với cái sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt dial 2 hai nòng nòng trong thì chúng ta sẽ có vân cuniche này rất đẹp những cái vân vân hình vuông Đó, hình vuông nó xếp chồng lên nhau cũng như là nó có cái chiều sâu cái phần mặt nó tạo cho chúng ta được cái phần mặt nó không đơn độc tiếp theo là về 12 bộ cọc số thì chúng ta sẽ có 12 bộ cọc số kẻ vạch này Đó, kẻ vạch được vát cạnh và được mạ rose gold và hợp rất đẹp Đó, kim thì bộ kim cọc ở đây chúng ta sẽ có là thiết kế là ba kim kim giờ và kim phút thì ở đây thì chúng ta sẽ có là bộ kim đao phin được phút cạnh hai bên này đó, kim dây thanh mải cho anh em và chiếc này chúng ta sẽ có ở cái viền chapter ở bên ngoài thì chúng ta sẽ có chia số giờ và số phút đó, chia những cái cọc phút như thế này cho anh em Cũng chúng ta có thể đó là dễ chia số giờ số phút hơn trước chiếc này thì chúng ta sẽ có là hỗ trợ có tay và có nên có tay tự động nữa cho anh em kính được trang bị ở trên chiếc này đó là kính sapphire nhé kính sapphire nhưng mà ở đây thì một cái thiết kế khác là đặc biệt đó là kính sapphire cong cho anh em kính sapphire cong vòng thì nó tạo cho anh em được cái độ nổi một cái thiết kế rất đẹp tổng quan lên tay thì cũng rất là ok này đó, mà mức giá chỉ có 6 triệu đồng thôi nên là khi mà anh em lên tay với chiếc này thì thứ nhất là để trẻ trung thanh lịch lịch sự đó, đặc biệt là hợp với những anh em dân văn phòng công sở nha đeo trên tay chiếc này rất đẹp luôn và rất ok này viền men gen đánh bóng này phần càng thì có sẽ có thiết kế phay xước này chiếc này thì chúng ta sẽ có là cỗ máy xe đi 82 thì ở đây thì chúng ta sẽ có chưa có cái chức năng đó là dừng kim rơi khi chỉnh giờ nhưng mà chúng ta sẽ có là nên dây có tai rồi nên là anh em cứ yên tâm mà sử dụng cỗ máy là 8229 ở đây kính sapphire nhá đó, kính sapphire rất đẹp ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là đơn giản nhưng mà mang một cái phong cách rất là đẹp à, với những cái vân thớ ở cái phần mặt đáy sau và bố băng của Citizen chúng ta sẽ có 21 21 chân kính 21 600 tần số dao động và check có tối đa 40 giờ ở cái cỗ máy 8 chín a như thế này chúng ta sẽ có là chiếc này sản xuất và nó đã tại Nhật đó là Made Japan kính sapphire này à, số seri number của máy này best stainless steel này citizen quark này chống nước 13 tương đương 100 m đó là máy in japan của chiếc này mặt đáy thì chúng ta sẽ có nhìn thấy được cái toàn bộ của cái phần máy ở mặt sau chúng ta luôn đó kính sapphire được trang bị rất là khỏe và rất là chống trời chống sức rất tốt này anh em lên tay trước này thì sẽ kèm theo đó là một bộ dây da nhé, dây da bò dập vân cá sấu chính hãng của citizen Mức giá của chiếc này thì uh, em cũng khai nại là mức giá chỉ có 6 triệu đồng thôi và anh em hay là các bác chú nào muốn mua uh, trên tay chiếc này thì em sẽ có giao lưu cho anh em đó giao lưu khách mới khách cũ uh, các bác có chung đam mê uh, đồng hồ thì em sẽ giao lưu với các bác một vài trăm đó uh, giao lưu tiền cà phê với anh em uh, anh em có thiện chí mua hàng em rất cảm ơn anh em rất là nhiều uh, em sẽ đo và lên tay thử với xe mặt cho anh em với chiếc này nhé uh, sẽ lên tay thử cho anh em. Size của chiếc này là khoảng độ tầm size 40 anh em ạ. Khoảng độ tầm size 39.5 40 Kính là kính cong vò với độ dày sản phẩm là 12.9 ở đây. Và cái phần càng phần lắc tô lắc ở đây chúng ta có là 46.1. Anh em lên tay chiếc này với size khoảng độ tầm size 39.5 thì cổ tay của anh em khoảng độ tầm 16 15 10 15 là lên tay đẹp với chiếc này rồi em sẽ lên tay thử cho anh em xem mười cổ tay 15 thì lên tay chiếc này vẫn rất ok 15 15 rưỡi hoặc là 16 hoặc là 17 anh em muốn lên tay chiếc này thì vẫn rất đẹp này Đó. rất ok vừa mặt trắng đi mi vàng đây là một cái tông màu có thể nói là rất trẻ rồi nó rất trẻ tuổi lại cho anh em khi mà anh em đeo trên tay và thiết kế dây da nữa và mức giá chỉ có 6 triệu thôi anh em nhé anh em nào quan tâm đến chiếc này thì nhấc máy lên và inbox qua cho em Duy Cao hotline là 0347 808 219 thì có thể liên hệ đặt hàng ngay với chiếc này. Em với về một chiếc và mức giá hiện tại rất là tốt. Đó, cảm ơn anh em và các bác các chú đã quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em và các bác các chú ở những video tiếp theo.